Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2018, Thanh Luân trân trọng giới thiệu quý vị một bộ bàn ghế bằng gỗ hương đỏ của Lào, bộ Minh Quốc Triện tay 8. Bộ này là hàng tái sử dụng và hàng thửa mà trước đây Thanh Luân chúng tôi là sản xuất và đóng cho khách hàng. Và gần đây thì là khách hàng là muốn lên đời bộ lớn hơn và Thanh Luân chúng tôi là có lấy lại bộ này để giới thiệu với khách hàng sản phẩm mà trước đây chúng tôi đã làm và đến bây giờ là vẫn rất chi là đẹp và mang phong cách cực kỳ là hiện đại, làm chất liệu gỗ hương đỏ của Lào. Ở đây là bộ tay 8 hàng thửa luôn, hàng thửa từ ngày xưa. Đó, gỗ là cực kỳ là đẹp, gỗ là gỗ hương đỏ của Lào, rất chi là quý hiếm. Bộ này dành cho những phòng khách gia đình nào nó hơi nhỏ một chút thì kê vào nó rất chi là hợp lý và vừa vặn. Bộ này là Thanh Luân chúng tôi là vừa mới mang về. Bộ này là chúng tôi là thu mua lại của một gia đình khách hàng đã mua rất nhiều hàng của Thanh Luân chúng tôi. Hôm qua chúng tôi có bàn giao lên đời cho gia đình một bộ bàn ghế phòng khách lớn hơn và chúng tôi có thu mua lại bộ này, đổi mới lại. Và bây giờ chúng tôi quay lên clip để giới thiệu với toàn thể quý khách hàng. Quý khách hàng nào mà có nhu cầu sở hữu các bộ bàn ghế nhỏ nhỏ nhắn như này thì hãy liên hệ với Thanh Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 11 0389 hoặc 0972 770 888. Cái dáng ghế và kiểu ghế nó rất chi là đẹp và hàng là cực kỳ là dày dặn, nó cột 10 thật, nhưng mà để sờ vào cái ghế này nó cực kỳ là chắc chắn và khỏe khoắn, nó rất chi là dày và nặng. Đấy. Khách nào muốn sở hữu cái bộ bàn ghế Minh Quốc Triện bằng gỗ hương đỏ của Lào, hàng chất gỗ đẳng cấp đỉnh cao này, thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho chúng tôi theo hai số điện thoại này để sở hữu. Tôi xin nhắc lại, đây là bộ Quốc Triện bằng gỗ hương đỏ của Lào, cột 8 gồm có 6 món, rất chi là đẹp. Và Thanh Luân chúng tôi là đang trưng bày tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thanh Luân, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và cái mẫu mã kiểu dáng này thì rất chi là đẹp, nó mang phong cách hiện đại, không bao giờ bị lỗi thời. Gỗ lạc thì không còn gì để nghĩ nữa, gỗ nó quá đẹp luôn. Gỗ hương nào thì là càng dùng càng đẹp, bất kể loại gỗ cũ, tất cả các loại đồ gỗ mà hàng cũ càng dùng về sau càng giá trị. Rất chi là đẹp đây, gỗ cực kỳ là lành lặn và dày dặn. Đây là hàng đã qua sử dụng tầm độ khoảng hơn chục năm nay rồi, 15 đến 17 năm nay. Khách nào có nhu cầu thì liên hệ với Thanh Luân chúng tôi để được sở hữu. Thanh Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu với mẫu mã kích thước của loại gỗ. Ngoài ra chúng tôi là còn thu mua đồ gỗ cũ các loại như gỗ chắc, gỗ xưa, gỗ hương, gỗ cụ. Khách nào có nhu cầu muốn đổi mới lấy cũ, đổi cũ lên mới, chúng tôi sẽ đổi cũ lên mới để quý khách lên đời các bộ bàn ghế to hơn và lớn hơn. Và ngoài ra chúng tôi cũng có các cái bộ sản phẩm đã qua sử dụng này để phục vụ các quý khách hàng có những căn nhà là nhỏ một chút và nó phù hợp với các bộ sản phẩm này thì liên hệ với Thanh Luân chúng tôi để được sở hữu. Và video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thanh Luân, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.